Nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân khi thực hiện số hóa truyền hình tại 4 thành phố lớn, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết sẽ hỗ trợ đầu thu truyền hình cho những hộ nghèo, cận nghèo mới được bổ sung theo tiêu chuẩn mới áp dụng từ năm 2016. Trong lộ trình thực hiện số hóa truyền hình, một số Sở Thông tin và Truyền thông cho biết gặp khó khăn khi hỗ trợ đầu thu cho các hộ nghèo, cận nghèo, vì việc hỗ trợ đầu thu chưa kịp bổ sung cho các hộ nghèo theo chuẩn mới. Do đó có thể có những hộ nghèo mới được áp dụng theo chuẩn nghèo đa chiều từ năm 2016 có thể phản ứng. Tuy nhiên, quan điểm của Ban chỉ đạo đề án số hóa đưa ra là người nghèo theo chuẩn mới không nên lo lắng vì sẽ được hưởng hỗ trợ của nhà nước. Ở góc độ thực hiện hỗ trợ, hiện tại các nhà thầu đang khẩn trương lắp đặt đầu thu tới từng hộ nghèo, cận nghèo, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày tắt sóng mềm 15 tháng 6 năm 2016 tại 4 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.